Hello, xin chào các bạn nha. Mình sẽ quay cận cảnh con ốc sên cho các bạn xem nha. Đây, con này là con ốc ma các bạn. Rồi, nó phát hiện sự có mặt của ánh sáng, nó rụt vỏ lại các bạn này. Thôi đi ngủ thôi. Nó chui rút vào trong đấy rồi. Yeah. Chưa các bạn ơi, nó đổi hướng. Đây. Đấy. Nó phải bò ra, nó đi ăn đêm các bạn. Này thì trên cái một nó đang bò trên cái một cái ngọn mít mà ra trái mà ba mình té đi rồi nha các bạn. Cái này thì nó ăn không từ cái gì các bạn. Cái xanh xanh là chết được hết nha các bạn. Rau xanh là các kiểu. Thôi nó bò đi rồi trời. Nó bò này cũng nhanh lắm nhưng mà quay video chắc hơi lâu, các bạn đợi em mỏi. Thôi mình tắt video các bạn ơi. Bye bye.